Nói gì đi. Giới thiệu với các bạn ngày hôm nay nhà mình có món bưởi da xanh rất là ngon, thơm ngon bổ rẻ, đúng tiêu chí của chị em. Xong là còn xong là thơm rồi chứ, gần gần với ông Tính nhá. Chúng đặt cái quả này đây. Đặt cái kính đằng trước cho vợ nhìn. Vợ có nhìn thấy ra đấy không? Đây này. Có gì ạ? Đeo kính mà. Đấy. Thì vợ dơ vào mắt là mình biết ngay. Đấy. Đây là bưởi da xanh các bạn nhé. Chăm trồng hơn là chăm con các bạn ạ. Mệt lắm. Nhà mình có lão chồng thì nó là cực kỳ lười biếng. Nó chỉ ngồi mới lính thôi, không dành thời gian cho vợ con gì cả. Nên là hoa quả mình toàn phải gọt sẵn ra, xong mà bóc sẵn mang đến tận chỗ ngồi làm việc thì lão mới ăn, không được toàn để mốc khi ăn. Cái bưởi này nó vỏ nó cứng nên là cảm giác hơi khó gọt một tí. Mình mua với giá 23.000 một quả. Tay mình yếu nên mình bóc khó. Nhà mình có nuôi một lão chồng. Nhà mình có nuôi một lão chồng. Kiểu như là nhà mình có nuôi một ông nội ấy. Thì mình có nuôi một ông nội. Ông nội mình năm nay 29 tuổi. Ông nội chính là bố của con trai mình các bạn ạ. Đúng kiểu như là anh là ông nội của em. Công việc của mình hàng ngày lặp đi lặp lại rất là đơn giản nhưng mình cảm thấy không nhàm chán, tại vì mình có thứ cu con. Sáng nào mình cũng hẹn đồng hồ nó thức dậy lúc 6 giờ kém, mình hút sữa cho ông cu, sau đó thì đầu tiên là mình dậy là mình cắm cơm hoặc là hầm xương để nấu cháo hoặc là nấu bún trước, cắm để đấy. Sau đó thì mình đi hút sữa xong thì gần 7 giờ thì bắt đầu mình mới đi vệ sinh cá nhân rồi mình cho con ăn hoặc là mình ăn sáng trước rồi cho con ăn sau, thì thường hôm nếu lúc nào mà có đồ ăn sáng ăn những món gì nhanh thì mình sẽ ăn sáng trước, sau đó mình sẽ đánh thức con dậy rồi mình cho con ăn. Nhưng mà mệt lắm các bạn ạ, đánh thức cả chồng cả con, chăm cả chồng cả con, nói chung là mệt lắm. Phụ nữ của gia đình rất là mệt, làm yêu cầu những người phụ nữ rất là đảm đang như mình chẳng hạn. Lấy được ông chồng biết quan tâm yêu thương san sẻ công việc gia đình với vợ thì chúng ta còn được nhờ, chứ nếu như ông chồng là vô tâm khô khan thì cứ xác định được gì cũng đến tay mình hết. Chồng mình ngồi máy tính nhiều nhưng được cái thì tối đến phụ vợ dọn dẹp công việc gia đình như là rửa bát, phục vụ nấu cơm cho con, sau đó thì rửa bình hút sữa cho vợ. Mình có một cái tính cái tật là mình sinh xong mình sinh nổ thì mình bị gây mê toàn thân, cái ảnh hưởng của gây mê rất là nặng đến cái sức khỏe của mình, như là mình hay bị tê tay tê chân, đau lưng, mà mình đã bổ sung những cái vitamin tổng hợp cũng như là canxi đầy đủ đúng liều lượng nhưng vẫn đau. Hôm tối nào được chấn massage cho cảm giác vừa đỡ được đau vừa thoải mái, mình được tinh thần luôn, mà cũng đỡ phần nào căng thẳng trong cái công việc hàng ngày. Ví dụ như là mặc dù là những công việc ở nhà hàng ngày toàn là những công việc hết sức bình thường và những công việc không tên, nhưng mà
con ngủ là mình tranh thủ nấu cơm, giặt đồ, rồi mình phải hút sữa, dọn nhà. Con dậy thì cho con ăn xong lại hút sữa, tại vì mình ít sữa nên không phải tích theo giờ, đúng giờ phải tích thôi, cũng mất thời gian. Khâu đấy hơi bị mệt một tí, ngồi cũng đau lưng. Thời gian rảnh mình cũng hay đọc sách, đọc sách về nuôi con, chăm con, đọc sách về ăn dặm. Nói chung là cái đầu sách đấy rất là hay, rất là ý nghĩa. Mình còn dạy con theo phương pháp giáo dục sớm Blendl, mình nhớ mình Hanna mà mình có mua và tham khảo một số cái đầu sách và một số cái bộ giáo trình. Mình còn xong đấy, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà có võ đấy. Hôm qua em bán hàng em bảo là chị bổ thử ăn đi, không biết lô này ngon không, tại vì có người kêu chua có người khen ngọt, chắc là do từng thùng. Có vấn đề gì thì chị bảo em để em đợi. Tay của mình là trước khi gọt mình đã sát trùng, tiệt trùng rồi, rất là sạch, đảm bảo có vệ sinh. Vì trước thời cấp 3 mình rất hay trốn bố mẹ, mỗi lần dưới bếp ăn cơm dọn gì, mà đến giờ ngày xưa có cái chương trình vua đầu bếp chiếu vào lúc 11:30 trên VTV1 hàng ngày, mình rất hay xem chương trình đấy. Mình không hiểu vì sao mình có cái hứng thú, cái đam mê nấu ăn, xem cái chương trình đi từ bé. Thành ra bây giờ có nhiều món mình nhìn là mình có thể ngầm nghĩ và tưởng tượng ra cái công thức và những cái nguyên liệu nấu nó như thế nào, chứ không cần nói nhiều. Có thể mình sẽ thử hay chuẩn bị đến cái giai đoạn mà con mình chuẩn bị tập ăn dặm, mình sẽ nấu những món ăn dặm kiểu Nhật cho con mình. Trong đầu nó nung nấu rất là nhiều ý tưởng, biết là có thực hiện được không.